giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Tiết lộ mối quan hệ của Alan Phạm, Vũ Thanh Quỳnh sau show hẹn hò. Alan Phạm, em họ của nữ ca sĩ Thu Ngọc, đã trở thành cái tên hot trong khoảng 2 tuần qua nhờ vào câu chuyện anh chàng Việt Kiều kết đôi với nữ chính ở tập đầu Người Ấy Là Ai. Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng cặp đôi này đã nhanh chóng được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, giới trẻ và trang cá nhân của họ có lượt tương tác chênh lệch cực lớn so với thời điểm trước. Sau khi quay xong game show, người đẹp phải nhanh chóng trở về Hà Nội và hơn một tháng họ không thể gặp gỡ vì tình hình dịch bệnh kéo dài. Chính lẽ đó mà đôi bên chỉ trò chuyện, tìm hiểu nhau qua tin nhắn mỗi ngày. Vài ngày trước, người hâm mộ đã rần rần hơn bao giờ hết khi thấy cả hai đứng chung khung hình tại Hà Nội. Anh chàng điển trai đáp chuyến bay ra Hà Nội thăm Vũ Thanh Quỳnh và cùng nhau xuất hiện tại bữa trưa vui vẻ. Cũng trong dịp gặp đầu tiên này, cặp đôi thực hiện rất nhiều cung ảnh tình tứ ở mọi hoàn cảnh. Anh hào hứng, có ai mời bọn em quảng cáo mắt kính không? Làm mua đồ cũng ra dáng lắm chứ bộ. Cả hai tình tứ ở khoảng cách không thể nào gần hơn nữa. Nhân vật chính cho rằng hiện họ vẫn đang ở mối quan hệ, nhưng với cảnh thân mật như thế này thì khán giả tin rằng mọi thứ sẽ tiến triển nhanh và có kết quả tốt đẹp hơn nữa. Dù không phải là nghệ sĩ hay hot face, nhưng cả hai tạo dáng khá thần thái và chuyên nghiệp. Cho đến hiện tại, em họ của cựu thành viên nhóm Mây Trắng vẫn chưa tin những điều tốt đẹp mà khán giả Việt dành cho anh. Chưa bao giờ Alan nghĩ mình lại được mọi người quan tâm nhiều đến như vậy. Ban đầu chỉ nghĩ đây là một trải nghiệm. Mình chỉ sẽ đến và tìm thêm cho mình những người bạn ở Việt Nam. Đúng là Alan rất mê hát, nhưng là một ca sĩ chuyên nghiệp thì chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu yêu thương Alan, xin hãy thương Alan ít và lâu lâu, đừng thương Alan nhiều nhưng ngắn. Cả hai xác nhận họ không biết rằng mình sẽ gặp nhau trong chương trình và giờ vẫn đang còn trong giai đoạn từng bước tìm hiểu. Alan sở hữu lượng fan nữ đông đảo nhờ vào ngoại hình điển trai. Alan Phạm, Vũ Thanh Quỳnh đã mở đầu cho một mùa Người Ấy Là Ai rực rỡ. Khán giả hy vọng họ sẽ có cái kết đẹp, có thêm động lực cho những nhân vật hẹn hò ở các tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.